Học vận hành máy CNC có khó không? Mất bao lâu có thể sử dụng thành thạo? Chắc chắn đang là băn khoăn và trăn trở của rất nhiều khách hàng khi tham khảo và đầu tư máy. Câu trả lời của công ty Đông Phương Hà Nội là không khó nhưng cũng không dễ. Nghề gia công máy CNC gỗ hiện nay cũng là một trong những nghề kiếm bộn tiền. Nhưng bạn không thể làm được nếu không có kiến thức sử dụng máy và lập trình phái mẫu. Chính vì vậy, trước khi đầu tư một cỗ máy CNC, để kiếm ra tiền thì quý khách hàng nên cân nhắc lựa chọn địa chỉ cung cấp uy tín, hướng dẫn và hỗ trợ bạn trong suốt quá trình sử dụng, đặc biệt là thời gian đầu mới tiếp cận công nghệ. Thông thường, sau khi tham gia khóa học tại công ty Đông Phương Hà Nội từ khoảng 7 đến 10 ngày, quý khách hàng đã nắm bắt được những kiến thức quan trọng và có thể sử dụng máy. Đối với những khách hàng biết một chút về phần mềm máy hay có sử dụng máy vi tính thì rút ngắn thời gian. Và sau 20 ngày đến 1 tháng trở đi vào vận hành thực tế, quý khách hàng có thể sử dụng máy thành thạo rồi. Sau khi tham khảo thì với được sự tư vấn của nhân viên Đông Phương thì tôi quyết định đầu tư máy đục CNC 8 đầu của Đông Phương. Tại vì công ty đã giao máy được 3 ngày được sự hỗ trợ của nhân viên kỹ thuật thì tôi chuyển giao công nghệ, tôi cũng đã nắm bắt được công nghệ cách làm file vận hành máy. Đó là vận hành máy ổn rồi. Còn sản phẩm đục ra thì sản phẩm của máy Đông Phương đục ra thì đó chỉ là chi tiết sắc nét thì tôi cảm ơn công ty Đông Phương và đội ngũ nhân viên tư vấn, đội ngũ kỹ thuật đã hỗ trợ tôi vận hành máy móc một cách suôn sẻ. Có 3 ngày cơ duyên của công ty cho hoạt động về đi đã điều hành được máy. Đấy, mà sợi là mình rất là sản phẩm thì rất đẹp. Công ty là cho phần học học online. Đấy, cho nên là tôi thấy là công ty cũng rất là muốn cho những người mua máy thì được thuận lợi. Nói chung là cái niềm đam mê với những cái mẫu, những cái hoa văn tự nhiên sao nó đam mê. Rồi kia mình mới quyết tâm là mình đi học. Thì đi khi lên công ty học chuyển giao công nghệ rồi về mình nắm bắt rồi cũng còn yếu lắm. Rồi về rồi xong rồi trong quá trình làm á thì nó cũng có nhiều cái khó khăn, là bởi vì là mình cũng lớn tuổi rồi, cái phần là cái vi tính đó là mình tự học lớn thôi cho nên không qua trường lớp, nên nó cũng có cái vất vả. Cái nghề này á là nó phải là có cái sự tỉ mỉ và phải có chịu khó, chứ nếu mà nhưng mà mình thất bại mà mình nản là mình nghĩ là không thể nào làm được. Hy vọng sau khi xem xong video này, rào cản sử dụng máy CNC quá khó khiến nhiều bác thợ mộc chưa đi đến quyết định đầu tư sẽ thay đổi. Tại công ty Đông Phương, phần lớn khách hàng đầu tư máy CNC đục gỗ đều là các bác thợ mộc độ tuổi từ 35 đến 50 tuổi đã và đang sử dụng máy rất hiệu quả. Thay vì phải tốn nhiều tiền để thuê nhân công hoặc tốn công sức để hoàn thành sản phẩm trong nhiều ngày, nhờ vào việc ứng dụng máy CNC chạm gỗ và sản xuất, quý khách hàng có thể hoàn toàn đáp ứng được các yêu cầu khó khăn về tiến độ sản xuất, chất lượng sản phẩm, các chi tiết được thể hiện rất đồng đều và tỉ mỉ, tinh xảo. Đặc biệt, thời gian và số lượng hoàn thành nhanh hơn rất nhiều lần so với phương thức sản xuất thủ công truyền thống. Vậy, quý khách hàng có nhu cầu tham khảo máy CNC đục gỗ Đông Phương, vui lòng liên hệ đến em Hiền để được tư vấn theo hotline 0362 903 888 hoặc 0368 838 388. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng!